Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh youtube của mình Thì đây là series Webmin 1 đô running không ngày Các bạn thấy đây là running không ngày Với những quét như thế này thì mình đã gửi trước đến cho các bạn Với thông tin ở phần mô tả bên dưới VK, Telegram các thứ Mình đã gửi trước đến cho tất cả các bạn rồi Bây giờ mình sẽ xem có người Việt Nam nào vào không Có Nguyễn Văn Minh 89 Bạn đã vào rồi, bạn Trang Phạm này à, vừa rút tiền bạn ra Hưng Nói chung là anh em đã chơi hết rồi Kể cả là khi mình chưa làm clip này Mình chưa đầu tư, mình chưa giới thiệu để cho anh em Thì cũng có người Việt Nam chưa thể lệ quét này rồi à, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu con này và mình nói lại cái con mà đợt trước cái con đợt trước thì mình được thể loại mình đã có thông tin thì bạn Sơn 2019 bạn ấy đã bắt đầu vào rồi à, con này thì nó đã chết và bây giờ đây online của nó là một ngày có nghĩa là đợt trước nó chạy được sống à, đâu đó thì 4 hay 5 ngày 4 4 ngày thì sau đó thì bây giờ nó đã chết uh, sau khi chết xong thì bây giờ nó online lại được một ngày đây là ngày con đấy. Ok cập nhật tiếp thì cập nhật ở đây con này ví dụ con này là không rút được tiền nữa này Và con này là bending những con này thì không nói Ok bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái chế độ là đối với con này à, Đối với con này thì ngày 28 mình sẽ có clip làm 28 tháng 4, ok các bạn nhớ chờ Ok thì đối với con này mình sẽ tiến hành rút tiền xem nó còn sống hay đã chết à, Mình sẽ làm cái clip rút tiền của con này trước sau đó đầu tư vào con này xem nó như thế nào sau đó thì mình sẽ quay lại hai con kia để làm cho các bạn những cái quét kiểu như này thường hãy không dành cho các bạn mới chơi đâm ra mình làm rất là nhanh là anh em tất cả anh em nào mà không hiểu ấy, thì nhớ xem lại những cái clip khác của mình để các bạn có thể tích lũy thêm kinh nghiệm vì mình ngoài những cái kiểu như này mình còn sẽ có những cái clip đặc biệt để mà làm cho các bạn xem Ok, web vẫn rút được tiền bình thường Bây giờ mình sẽ vẫn tiến hành đầu tư vào cho con web này à, Đối với dạng web như thế này thì nó là thuộc lại mấy con web huyền thoại rồi thì mình vẫn cứ đầu tư liên tục thôi cứ thế ném tiền vào liên tục thôi không có gì là ấy cả à, những cái thể loại quét này mình đã nói rất nhiều rồi mình không muốn nói thêm nữa mà chỉ là đi vào đầu tư rồi rút tiền bởi vì nó là những cái con quét mà đưa vào dạng huyền thoại và mình nói tương đối là nhiều rồi nếu các bạn mà lần đầu tiên xem kênh của mình thì nhớ phải xem lại nhé ok chúng ta tiếp tục OK, đầu tư thành công. OK, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái web ngày hôm nay. Đây là quét mới ra ngày hôm nay. OK. Những cái quét này mình sẽ bao giờ mình cũng sẽ đầu tư trước, sau đó thì, uh, mèo này, sau đó thì sẽ làm video ngày mai sẽ làm video rút tiền cho bạn vì những cái thể loại quét này thì nó sẽ ra liên tục. À, mình luôn luôn đầu tư ở những cái web mà các bạn bảo mình phải đầu tư để cho các bạn xem vì mình là người có tiền còn các bạn không 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 phải là người có tiền thì các bạn muốn xem mình đầu tư thì mình sẽ bỏ tiền ra để đầu tư cho các bạn xem. À, sau đó thì những cái web mà đầu tư hàng ngày như thế này thì mình vẫn cứ đầu tư cho các bạn xem để cho anh em có thể có những clip mà xem những cái web đầu tư và thêm nữa là những cái web đầu tư theo kiểu dạng đặc biệt mình có thông tin thì những cái web đấy thường mình sẽ ném rất nhiều tiền và ăn trong vòng rất là ngắn ngày những web đấy thì các bạn nhớ phải đón xem những web đấy nó rất là hay à, các bạn biết mà lợi dụng những web đấy thì rất là ok ok vì đối với con này mình sẽ tiến hành deposit vào đây à thực ra con này mình đầu tư rồi mình không muốn đầu tư mình muốn đầu tư đúng muốn đầu tư ở trên con này này cho các bạn biết này link web con này và con này mình sẽ để link ở phần mô tả bên dưới cho anh em ngày mai mình sẽ tiến hành rút tiền cho các bạn à, mình sẽ đầu tư vào con này con này bây giờ các bạn phải đăng ký lại nhé Những bạn nào mà biết con này rồi thì nhớ phải đăng ký lại Nó reset toàn bộ rồi Mình sẽ đăng ký lại cho các bạn xem à, Ở mùa mới thì đương nhiên mình cũng sẽ không kỳ vọng gì nó quá nhiều Như ở mùa, mùa đầu nó chạy không thành công lắm Thì mùa tiếp theo cũng mình nghĩ rằng là nó khó có thể thành công được ở mùa tiếp theo Thật ra các bạn đừng có kỳ vọng gì ở trên con này quá nhiều nhé để nói để anh em biết là đỡ không kỳ vọng gì ngã ngửa với nó nhưng dù sao thì các bạn không đầu tư thì cũng sẽ có người khác đầu tư đối với con này thì các bạn có thể ném vào một đô không vấn đề gì cả nhé uhm, có thể thử nghiệm à, mèo nữa. À, các bạn có thể thử nghiệm với một đô ở trên con này này con mà mình đang chuẩn bị đầu tư à, ấy này vì tại sao hôm nay mình lại đầu tư con này mà mình không đầu tư con này như hàng ngày mọi khi là vì để cho các bạn thấy rằng là chúng ta có thể thử đầu tư một đô ở trên con này hay hơn là so với việc đầu tư một đô ở trên con kia đây mình sẽ xem là perfect money cho các bạn xem để xem cái lại cái độ chớp của nó như thế nào đây 4.7 cũng tương đối là ok đấy thật ra mùa 1 nó không thành công lắm chạy có tạ 4 ngày thôi đâm ra cái mùa 2 này các bạn nếu như mà cảm thấy một ngày là ăn được rồi thì cũng nếu như bạn nào yếu ấy, thì có thể là dừng lại cũng được chúng ta sẽ nhìn cái lại mấy từ min từ 1 đến 100 đô à, đợt trước ấy, thì min của nó rơi vào có 20 đô thôi min đợt này nó sẽ mở rộng cao hơn là biết uh, các bạn thường hay rất sợ khi mà min mở rộng cao hơn. Web đã đầu tư được thành công và ngày mai thì mình sẽ tiến hành rút tiền cho các bạn xem là web có ok hay không. Lưu ý những web như thế này thường hay không dành cho các bạn mới chơi. Nhắc lại một lần nữa. À, nó rất là khó đâm ra nếu như bạn nào muốn chơi nó thì phải xem lại kỹ rất nhiều clip của mình làm rồi những thứ thì mới có thể kinh nghiệm được hoặc là nếu như bạn chưa có một kinh nghiệm gì thì tốt nhất chơi miễn phí trước đi đã bạn phải nắm rõ tất cả mọi hệ thống nắm rõ tất cả mọi thứ thì bạn mới có thể đầu tư ở quét này link hay quét mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới cho tất cả các bạn để mà anh em có thể tham khảo À, các bạn có tham khảo đi cũng không mất cái gì đâu Đấy. clip thì mình đã làm rồi và những đánh giá của những web này thì mình đã làm rồi à, các bạn nhớ đón xem clip tiếp theo là mình đang chuẩn bị ra cái clip web đặc biệt mình có thông tin những web như thế mình sẽ ném rất nhiều tiền để cho anh em nhìn thấy ok cảm ơn tất cả các bạn